Xin chào các bạn đang theo dõi livestream số 136. Phần đầu tiên là chia sẻ với các bạn về số nguyên tắc để phát triển tối ưu chiều cao cho con. Có lẽ đây là vấn đề mà các bố bà mẹ tương đối quan tâm. Các bạn biết là thể chất hay cụ thể nhất là chiều cao thì nó được quy định bởi yếu tố di truyền, chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập thể dục thể thao và môi trường sống. Như vậy, để cải thiện được cái chiều cao cho con thì chúng ta có thể tác động tích cực đến hai cái yếu tố, đó là dinh dưỡng và luyện tập. Thế thì ngay từ lúc còn nhỏ, trong ít nhất là 1.000 ngày vàng đầu đời của con là chúng ta đã phải chú ý rồi. Có những cái điểm sau đây là các bạn cần nhớ nhé. Thứ nhất là bổ sung vitamin D đầy đủ cho em bé ngay từ lúc sơ sinh. Thứ hai là các bạn cần theo sát và kiểm soát cân nặng của con để em bé không bị suy dưỡng nhưng cũng không bị thừa cân mụn mịn quá, nó có ảnh hưởng đến cái sự phát triển chiều cao của con. Thứ ba là trong chế độ ăn của mẹ cho em bé bú mẹ hoàn toàn ấy, là phải tăng cường các cái chất, tức là các cái đồ ăn có nhiều canxi, và bên cạnh đó là mẹ có thể uống thêm canxi để cho con bú. Sau 2 tuổi thì em bé của chúng ta tiếp tục dùng sữa chuyển sang sữa tươi rồi sữa bột hoàn nguyên. Thế là sau 2 tuổi các bạn vẫn tiếp tục cho em bé dùng các cái chế phẩm từ sữa để phát triển tối ưu cái chiều cao cho con. Nhận thấy rằng nếu dùng sữa liên tục trong nhiều năm thì cái chiều cao của em bé nó có thể phát triển tối ưu thêm được khoảng 0,5 cm trên một năm. Tức là nếu mà uống đến lúc mà em bé của các bạn 20 tuổi, ở độ tuổi trưởng thành ấy, thì chiều cao của nó sẽ tăng lên được tức là thêm ít nhất, tức là nhiều nhất là được khoảng 8 phân nữa so với cái chiều cao ban đầu của em bé. Vậy là rất tốt cho cái sự phát triển chiều cao. Nên các bạn chú ý ngay từ đầu để giúp con mình phát triển tốt nhất về cái chiều cao nhé. Còn những cái thắc mắc hay cụ thể hơn thì trong cái quá trình tư vấn này chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau.